Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Zai Game. Ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 USDT các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở đường phong các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào IG. Bạn đăng ký với tài khoản nha các bạn. Nem thì các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Tiếp tục dòng thứ hai là địa chỉ email của các bạn vào nè. Dòng thứ ba là các bạn điền username của mình nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sang trên Bet20 trên chocolate của mình vào đây các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó các bạn bấm con enter các bạn. Rồi, đây mình chuyển Telegram. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè các bạn. Nhiệm vụ đây follow nè. Các bạn quý quyền ứng dụng nè các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn follow Twitter thứ hai của nó nè. Rồi, tiếp tục các bạn retweet Twitter của nó nè. Like. Rồi tiếp tục các bạn retweet Coin98 Twitter nè. Dự án này nó là đối tác của Coin98 các bạn. Khá là ngon các bạn, nên các bạn cố gắng làm các bạn. Tiếp tục các bạn retweet cái nữa nè. Và nhắc dần là tự động nó retweet cho các bạn nha bạn. Bạn đang test nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh group kênh seller nữa. Bạn nhấn vào join nè. Rồi xin tiếp kênh seller luôn. Các bạn xem sao các bạn. Sau đó các bạn follow minimum nè. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Minimum thì các bạn follow nè các bạn. Con này cái bức ảnh này giống tự tựa như cái con chiếc trà chen nè ta, bức ảnh đó. Rồi thải follow mà. Rồi các bạn bật up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn sell link follow nữa các bạn. Like nè. Rồi bạn bật up lên các bạn. Rồi tiếp tục bạn gì lên ghép chia sẻ cho bè những cái thằng nó kiếm tôi cần nữa các bạn. Để mình check qua dự án này kìa. Rồi các bạn, dự án này có bao nhiêu thì đây thôi các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.